Chào mọi người, đây là cái video clip đầu tiên mà mình xuất hiện trên kênh TechLab. Thì xin giới thiệu luôn, thì mình là Vũ. Chắc bạn nào chơi với tai nghe chắc cũng có thể đã nhìn qua mặt mình 1-2 lần rồi. Và hiện tại mình đang là editor của website AutoLab.vn. Cái video hôm nay thì nó sẽ hơi đặc biệt hơn một chút xíu, bởi vì trên tay mình đây là hai con tai nghe neckband. Cái con này là WI-1000XM2 của Sony. Cái con này thực tế là mình đã review nó từ khá lâu rồi, và nếu các bạn muốn á, thì các bạn có thể Google Sony WI-1000XM2 review thì các bạn sẽ thấy nó ở trên một trang nào đó, rồi cũng có một video của mình luôn. Nhưng mà trong video này á, thì nó sẽ không phải là review. Và đây, bên cạnh mình, đây là một con tai nghe cũng là neckband của Yamaha, đó là EP-70A. Một con tai nghe mình đánh giá cũng là rất là hay trong tầm giá. Và thực sự là mới đặt ra cho mình một câu hỏi: tại sao tai nghe neckband hay như vậy nhưng mà lại bằng ế? Thì cá nhân mình thì mình đã xài con Sony này ít nhất là 3 năm rồi, nó ở bên cạnh mình là 3 năm, nên mình hiểu rõ được những cái lợi và cái hại của những cái tai nghe này so với những cái tai nghe True Wireless. Nhưng cá nhân mình vẫn mua neckband, lý do tại sao? Thì hôm nay video này á, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người hai lý do để các bạn nên chọn tai nghe neckband và hai lý do các bạn không nên chọn tai nghe này. Đầu tiên, lý do đầu tiên mà ai đi mua tai nghe, và đặc biệt là tai nghe không dây, tai nghe cao cấp cũng đều quan tâm nhất, đó là chất lượng âm thanh, đúng không? Chất lượng âm thanh nghe hay là cái điều đầu tiên. Thì rõ ràng luôn, đó là với những cái tai nghe neckband trong cái tầm giá khoảng mà cao cấp đi, thì các bạn sẽ thấy những cái tai nghe nó thường nó rất là đặc biệt. Ví dụ như con WI-1000XM2 này đi, thì cái driver bên trong nó là driver hybrid, tức là có một màn dynamic cũng như một màn loa PA bên trong. Trong khi đó cái con Yamaha này thì nó là semi open. Các bạn có thể thấy ở mặt trên của nó sẽ có những cái lỗ như thế này này, nó tạo ra cái âm thường rất là thoáng đãng. Và cá nhân mình cảm giác trong cái tầm giá mà khoảng dưới 7 triệu của hai con tai nghe này, gần như không có một con True Wireless nào có chất âm tương tự hay là có thể cạnh tranh được với nó hết. Ví dụ như Sony thì cái vocal rất mượt, giá cao rất tốt. Yamaha thì nó khác một chút xíu là bass nó mạnh và cái âm trường nó thoáng hơn. Mỗi con một vẻ, nhưng mà so với tầm giá, so với True Wireless thì nó tốt hơn rất nhiều. Đó, nên đó là lý do mình khuyên các bạn, nếu các bạn quan tâm đến chất lượng âm thanh là điều tiên quyết, thì ngoài những cái tai nghe True Wireless cao cấp ra, các bạn có thể tham khảo những con tai nghe neckband nữa. Cái này là một cái lời khuyên thật lòng của mình. Lý do thứ hai á, đó là lý do mà cá nhân mình đi trên đường cũng khá là nhiều, đặc biệt là ngồi xe ô tô, ngồi xe buýt chẳng hạn, thì mình mới phát hiện ra đó là đeo neckband nó tiện hơn là đeo True Wireless. Bây giờ thì mình sẽ diễn tả nha. Ví dụ như bây giờ mình là người lái xe đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đeo con AirPods mình mượn của bạn editor. Đó, đây. Ví dụ các bạn đang lái xe ô tô nè, đúng không? À, đây, bắt tay mở nhạc lên cho em. Đó, thì đang lái đúng không? Đang lái như thế này, tự nhiên nó xài rớt ra. Đó, nó rớt ra. Các bạn tụi ta nghe. Đó, cười đâu? Đây là đâu, đúng không? Tức là bởi vì khi các bạn rớt cái tai nghe xuống, các bạn phải lụm lên. Và đặc biệt là trong trường hợp đã xe ô tô, hay là những trường hợp mà đi xe buýt hoặc là đi máy bay chẳng hạn, nếu tai nghe True Wireless của các bạn rớt thì việc tìm nó rất khó nha. Và thực sự cá nhân mình bị rớt cũng vài lần rồi nên mình biết. Bây giờ thay vào đó là một chiếc tai nghe neckband đi. Đây, các bạn thấy không? Đây, mình cũng lái xe tiếp luôn. Hey, nên rớt ra chẳng hạn, ví dụ nó vô tình nó trượt ra thôi, trượt ra rất nhiều mà, đúng không? Ví dụ nó trượt ra thế này, mình kia còn như thế này, mình đeo lại nó lại thôi, mình lái tiếp, thấy không? Rất là tiện lợi. Cá nhân mình thực tế ra mình bị trường hợp này rất nhiều, đặc biệt là những con tai nghe True Wireless nó rơi xuống cái kẻ và mở bên hông cái xe lấy ra rất khó, và đặc biệt là đi xe buýt hay là đi xe máy bay chẳng hạn, nó rất là khó. Nên là cá nhân mình cảm thấy là đa số những người mà mua những chiếc tai nghe họ sử dụng ở trong nhà, đi trên xe hoặc là làm việc, thì cái tai nghe neckband nó đáp ứng đủ gần như các nhu cầu đó luôn, nên chắc âm hay hơn. Và cá nhân mình thì cảm thấy nó có cái gì đó nó tiện lợi hơn so với True Wireless, nó không dễ mất như True Wireless. Tuy nhiên nó sẽ có hai điểm mà hơi yếu khiến cho đa số người dùng sẽ cảm thấy nó hơi bất tiện. Đầu tiên thì các bạn nhìn như này, các bạn sẽ thấy nó rất là cồng kềnh, đúng không? Trong khi mà ta nghe AirPods nó nhỏ chút xíu như thế này thôi, bỏ túi quần hay gì cũng được, cái này bạn bỏ túi quần xài được, đúng không? Thì cái này chỉ có nước bỏ ba lô. Hoặc thứ hai nữa là các bạn, ví dụ như là các bạn bỏ ba lô đi, bỏ trong túi đi tập gym. Là bây giờ các bạn tập gym thì các bạn cũng phải chạy bộ, trekking hay mà cardio gì đó, đúng không? Thì cái này á, nó vẫn làm được nhưng mà nó rất là vướng. Thậm chí là nếu mà chạy hoặc nhảy nhiều thì các bạn sẽ thấy nó, cái này nó nhảy lên nè. Cái điều đó là cái điều hơi bất tiện là một. Thứ hai nữa, cái điều quan trọng đặc biệt đối với những người chơi công nghệ mình hay nói là những người chơi công nghệ. Đó là bởi vì những cái tai nghe này thường thì nó xuất xưởng cũng đã tương đối một thời gian rồi, và những cái tai nghe neckband thường nó sẽ không được cập nhật nhiều như những cái tai nghe như là True Wireless. Ví dụ True Wireless có thể 2 năm nó ra mẫu mới, 1 năm nó ra một mẫu mới, rồi Bluetooth mới 5.2 này, codec mới, những aptX Adaptive 2.0 hay là những codec mới nhất, thì chắc chắn lúc nào tai nghe True Wireless nó cũng sẽ có những con có công nghệ mới nhất đó, trong khi tai nghe neckband nó không có. Đây là cái điều bất tiện, và thậm chí nữa luôn, thời lượng pin các bạn thấy nó cồng kềnh hơn rất là nhiều, nhưng mà pin nó ít hơn. Đó là bởi vì thường cái cây sạc của True Wireless nó cũng đóng vai trò là sạc pin nữa, nên cái đó là những cái điều mà khiến cho những đa số người dùng họ sẽ thiên về lựa chọn True Wireless. Tuy nhiên, như mình đã nói rồi, nếu các bạn quan tâm đến chất lượng âm thanh, chất âm là chính, thì nên để ý đến những tai nghe neckband, những tai nghe Bluetooth neckband, bởi vì chất âm của những tai nghe đó thường rất ấn tượng và rất tốt. Và đó là lý do tại sao những hãng lớn, ví dụ như là Sony này, Yamaha này, Klipsch này, họ vẫn là những cái tai nghe neckband đó và thị trường vẫn đón nhận. Nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn ế. Nói chung là video này thì nó giống như một video chia sẻ của mình thôi. Còn video review cụ thể về cái Yamaha này, hoặc bài viết review cụ thể về tai nghe Yamaha này thì sẽ có một người khác, một bạn khác làm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe cho kênh TechLab nha.